Chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn máy cân bằng AZ Fukuda Ranger có mã là EK469RG. Máy này thì thông số thì của máy này là ở nguồn AZ là ở class 3 và ở trong nó là 532 Nm/m. Tia AZ là 4V cộng 1H màu xanh và có phạm vi hoạt động là 25m. Có độ sai lệch độ chính xác là cộng trừ 1 mm. Máy này có khối lượng nặng là 1,1 kg và có pin 3A và có thời gian làm việc của máy này là từ 3,5 giờ cho tới 4 giờ. Thì bây giờ thì mình sẽ phun máy cho các bạn cùng coi. Đi kèm theo máy sẽ có một chân để nâng cao. Sổ hướng dẫn. Cúc xe. Kính. Máy pin và reo. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lắp pin và hướng dẫn bạn cách sử dụng. Pin thì lắp ở bên này. Các bạn ở đây nó có đồ thải pin. Pin là ráp từ mặt này hướng ra ngoài dưới đây. Đây là lỗ sạc máy pin. Đây là công tắc ốp của máy bạn. Đây là khi các bạn bật lên sẽ có một tia ngang và đây chữ H. Chữ H là tia ngang. Chữ V là tia dọc. Bạn bấm 3 lần thì để hiện tia dọc lên. Tia dọc xung quanh. Đây là nút chỉnh. Chỉnh tâm nằm ở đâu? Tùy cách người sử dụng. Máy này thì có nút outdoor, là nút này là để dò sóng laser. Thì bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn ráp lên chân để ở những nơi cao hơn. Máy này thì không có, máy này chỉ có nghiêng cỡ tầm 2,5 độ thôi nha. Nghiêng cao quá sẽ máy sẽ báo kêu. Có thiên nhiên này nghiêng cỡ tầm 2,5 độ là được. Mà nghiêng cao quá máy sẽ báo và tắt laser. Giờ thì mình sẽ nhận các bạn lắp bên chân. Đi kèm nó sẽ có một chân như vậy. Đưa vào bằng dặn chặt vào để máy lung lên. Khi bạn đưa vào, đã đưa vào rồi, bạn bật máy đi. Đưa cao. Còn chân này thì có điều chỉnh, tùy theo các bạn chỉnh cao thấp
tùy theo môi trường các bạn hoạt động. Bây giờ mình sẽ chỉnh chân cao lên. Bạn có thể đeo thêm một nước mưa là sẽ cao hơn nha. Xả xuống. Bắt đầu tháo hai chân này xuống, hạ xuống, tháo hai chân ra để mình hạ chân xuống cho thấp. Khi mà không sử dụng chân nữa mình tháo chân ra luôn. Mấy này thì thời lượng sử dụng pin của máy này là tầm khoảng 2 đến 3 tiếng, và thời lượng sạc cũng ở mức ở khoảng 2 đến 3 tiếng luôn. Thì máy này cũng đơn giản. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Video đến đây kết thúc.